Xin chào các bạn đến với channel Film & More của mình. Chủ đề ngày hôm nay của Film & More đó là phim ảnh Hồng Kông vì sao lụi tàn, một góc nhìn đầy đủ hơn. Trong phạm vi của video này, mình sẽ không bàn sâu nữa về thời kỳ hoàng kim của phim ảnh Hồng Kông vì chắc hẳn ai cũng đều đã biết rõ. Đối với thế hệ 8X, 9X đời đầu thì đa số dường như tuổi thơ của chúng ta đều lớn lên với những thước phim Hồng Kông. Những thế hệ 9X đời sau tới 10X có thể không hòa được vào dòng cảm xúc ấy, nhưng không thể không nghe tới tiếng vang khi nhắc tới phim ảnh Hồng Kông. Các diễn viên như Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trì dù không còn đóng phim nữa, nhưng những khán giả thời đại vẫn tìm đến những bộ phim cũ của họ để xem lại. Đó là lý do họ trở thành huyền thoại trong nền phim ảnh châu Á. Thế nhưng những góc nhìn vì sao phim ảnh Hồng Kông lại lụi tàn để bây giờ chỉ còn lại tro tàn như thế này, theo mình vẫn chưa có một góc nhìn nào thật sự đầy đủ hay cố tình né tránh đi nhiều vấn đề, nên mình đã cố gắng tổng hợp nhiều góc nhìn để đưa ra câu trả lời xác đáng nhất có thể. Nguyên nhân phim ảnh Hồng Kông suy tàn liệu có phải đến từ việc Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Quốc, hay do một ông vua mới là phim ảnh Hàn Quốc xoáng ngôi, hay do chính Hồng Kông không thể tìm ra được một hậu duệ nào khác của những Ngô Vũ Sâm, Trần Khải Ca hay Vương Gia Vệ? Câu trả lời đầy đủ của mình đó là phim ảnh Hồng Kông sụp đổ vì lý do yếu tố bên ngoài lẫn nội tình bên trong chính Hồng Kông. Mình sẽ chia nội dung video ra làm 3 phần. Phần thứ nhất, yếu tố chính trị. Phần thứ hai, yếu tố nghệ thuật. Và phần thứ ba là yếu tố đạo đức. Bây giờ mình mời các bạn xem tiếp video phân tích của mình nha. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ nghệ thuật thì liên quan gì đến chính trị. Có thể nói đúng, nhưng chỉ phân nửa. Chính trị là cách để vận hành bộ máy xã hội, và ngành phim ảnh cũng như bao ngành nghề khác trong xã hội này, vì thế nó không thể tách ra ngoài phạm vi xã hội được. Huống chi ở những quốc gia xem nghệ thuật là một ngành công nghiệp xuất khẩu thì càng liên quan nhiều đến chính trị. Ai cũng biết rằng Hồng Kông từng thuộc Anh, chính vì thế cách mà kinh tế Hồng Kông vận hành theo hình thức tư bản tự do. Tuy nhiên, khác với nhiều đế quốc khác, đế quốc Anh không thật sự muốn dấn sâu vào quốc gia sở tại, mà muốn thúc đẩy họ tự phát triển để đôi bên cùng có lợi. Nên cách vận hành tư bản của Hồng Kông có đôi chút khác với tư bản kiểu châu Âu, và cách vận hành này áp dụng luôn vào các công ty tập đoàn đầu tư về phim ảnh. Từ điện ảnh đến truyền hình, đa số các công ty đầu tư đều theo kiểu tập trung tư bản. Nói một cách dễ hiểu là các quyền lực ngầm trong giới đầu tư phim đều vào tay những tài phiệt. Họ không trở nên giàu có nhờ đầu tư phim, mà họ giàu có sẵn từ những nguồn thu khác và đầu tư vào mảng phim ảnh, vừa tăng vị thế, vừa trở nên nổi tiếng hơn. Vì thế các nhà làm phim trẻ không có vốn, không có tư liệu sản xuất tại Hồng Kông, thực sự rất khó có cửa mà chen chân vào được giới, hoặc nếu có trước sau cũng quy thành một mối. Phim ảnh Hồng Kông những năm 80 thật sự là quá hot, dù một tay gà mờ nhất về chứng khoán vẫn muốn đầu tư vào các công ty phim ảnh. Nhưng đây là kiểu phát triển không hề bền vững vì nó thiếu sự cạnh tranh, mà không có cạnh tranh thì không thể phát triển. Chưa kể nếu ngành phim bị sảy chân như trường hợp TVB, như con rắn mất đầu sẽ không còn bất cứ ai có khả năng quật dậy nổi một thị trường. Chính vì sự tập trung này đã khiến phim ảnh Hồng Kông thiếu đi khả năng cạnh tranh phát triển. Ở giai đoạn Hồng Kông huy hoàng thì họ không cạnh tranh với ai, còn ngày nay khi có nhiều quốc gia trỗi dậy, Hồng Kông mất đi khả năng cạnh tranh vì vốn đã quen độc chiếm. Công nghiệp điện ảnh đa số thuộc về tư nhân, thuộc giới tài phiệt chứ không phải nhà nước. Vì thế khi có một biến chuyển sự cố nào, hay đơn giản là nếu các tài phiệt hết tiền, các nhà làm phim sẽ bị điêu đứng và chẳng nhận được bất cứ sự bảo hộ nào từ phía nhà nước. Nếu bạn nào từng xem qua video của mình về điện ảnh Hàn Quốc, các bạn sẽ thấy nhà nước Hàn Quốc không quá can thiệp sâu, nhưng là người đứng ra bảo hộ quyền lợi cho nhà làm phim. Nhà nước Hàn Quốc đích thân lập ra một quỹ, vừa có tiền của nhà nước, vừa có tiền từ các khoản thuế từ các rạp chiếu phim cho đến các nhà đầu tư, để giúp ổn định, bình ổn ngành công nghiệp phim của mình. Vì thế nếu có một sự khủng hoảng nào đó, nhà làm phim vẫn có thể sống được nhờ quỹ này mà không lệ thuộc quá nhiều vào nhà đầu tư. Sự thờ ơ của nhà nước, sự ích kỷ của giới có tiền vô tình đã cùng nhau bấm nút tự hủy. Còn giới làm phim không biết gì ngoài việc lơ ngớ, mà đã lơ ngớ rồi thì làm sao mà sáng tạo nổi. Nên nếu xét về trường hợp này, việc Hồng Kông có bị trả về cho Trung Quốc hay không, trong tương lai chắc chắn nền công nghiệp phim Hồng Kông không sớm thì muộn vẫn sẽ tự động sụp đổ mà không cần bất cứ ai tác động. Nhưng Trung Quốc cũng không hề vô can. Phim ảnh Hồng Kông vốn phát triển mạnh mẽ do có sự phối hợp của công nghệ. Hồng Kông từng là một cường quốc công nghệ thời điểm ấy. Việc giao thương với các quốc gia phương Tây giúp Hồng Kông nắm bắt được xu hướng công nghệ truyền hình cáp và TV sẽ phát triển cực mạnh trong những năm sắp tới. Đó là lý do nhà nhà đều đắm chìm trong chiếc màn hình nhỏ để xem những bộ phim TVB, và phim truyền hình Hồng Kông nhờ đó mà xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia châu Á.
Nhưng từ ngày trao trả về cho Trung Quốc, thị trường giờ đã thay đổi. Thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm tới 54.1% và nhập khẩu Trung Quốc chiếm tới 44.6%, thì làm gì còn có thể bước ra thế giới như trước khi kinh tế bị kiểm soát bởi Trung Quốc? Hồng Kông cũng không còn là một ông vua công nghệ như trước nữa khi giờ đây đặc khu kinh tế đã là Thâm Quyến. Hàn Quốc trở thành siêu cường quốc công nghệ và vô cùng đầu tư nâng cấp chất lượng trải nghiệm xem phim. Điều đó thúc đẩy tương hỗ qua lại với các nhà làm phim phải cho ra đời những bộ phim chất lượng xứng tầm, còn chất lượng phim Hồng Kông hiện tại vẫn không khác mấy 10 năm về trước. Khi nhắc đến phim ảnh Hồng Kông, Otto, các khán giả sẽ kể ngay một loạt những đạo diễn như Vương Gia Vệ, Lưu Vĩ Cường hay Ngô Vũ Sâm. Vì lứa đạo diễn này, mỗi người một vẻ đã tạo nên một bức tranh đa màu sắc cho nền phim ảnh Hồng Kông ngày ấy. Nhưng bao năm trôi qua, khi nhắc lại vẫn chỉ những cái tên đó, không còn bất cứ lứa hậu duệ nào tạo kỳ tích nữa. Không phải họ khan hiếm nhân tài, mà là họ không thoát ra được cái bóng của quá khứ. Thế hệ trẻ quá thần tượng thế hệ trước, đôi khi khiến họ chìm đắm hoài trong quá khứ mà không thể tạo ra bất cứ thứ gì mới mẻ. Công thức thì cũ, rập khuôn, đây không phải là một sự học hỏi mà là một sự bế tắc. Có lẽ giờ đây hậu duệ của những Vương Gia Vệ đã chuyển sang Đài Loan rồi. Phim ảnh Đài Loan thực sự có tương lai hơn phim ảnh Hồng Kông. Cộng với việc các quy định về kiểm duyệt phim vẫn phải theo Trung Quốc, có lẽ Hồng Kông sẽ không bao giờ có được những Bá Vương Biệt Cơ hay Happy Together nữa. Có thể Trung Quốc đã nới lỏng một chút với Hồng Kông chỉ với mục đích trấn an sau khi Trung Quốc đã kiểm soát được tất cả mọi thứ. Về phim ảnh, Hồng Kông giờ đây không còn là một mối lo của Trung Quốc nữa. Cuộc chơi giờ đây là giữa họ và Hollywood. Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc việc đạo đức sao lại liên quan gì ở đây. Đúng, nó không liên quan đến việc Hồng Kông lụi tàn, mà nó có liên quan tới tương lai của nền phim ảnh Hồng Kông. Khai giống với yếu tố nghệ thuật ở trên, không chỉ riêng gì ngành phim, bất cứ ngành nghề nào cũng thế. Không cải tiến, ắt sẽ bị đào thải. Còn nếu đã đứng trên đỉnh vinh quang, thì phải biết cách truyền lại cho thế hệ sau tiếp nối cái tinh hoa ấy. Không thì trước sau gì cũng đổ bể. Vì thế, luận điểm cực thịnh sẽ cực suy, chưa hẳn đúng với trường hợp này. Vẫn đang chờ ngày Hollywood cực suy. Cũng do cơ chế tập trung, đến khi phim ảnh Hồng Kông khủng hoảng, người không chấp nhận thì rút khỏi nghề, người muốn tiếp tục ánh hào quang thì sang đại lục phát triển, những ai thuộc phe trung lập thì tìm cách sinh tồn tại cảng thơm, những người ở lại cũng vì lo miếng cơm manh áo thì còn đâu tư tưởng ươm mầm thế hệ sau. Các hãng phim thì chỉ có thể mời các ngôi sao cũ nhằm níu kéo người xem, mà đã mời ngôi sao thì phải cho họ nhiều đất diễn, vậy diễn viên trẻ còn đâu đất diễn. Các ngôi sao muốn níu giữ hào quang thì cũng phải cố gắng hết sức tỏa sáng. Nếu đất diễn của ngôi sao quá ít, họ cũng biết cách dùng kinh nghiệm kỹ thuật trong diễn xuất để đè bẹp các diễn viên mới để họ tỏa sáng hơn. Diễn viên trẻ thì sẽ không có nhiều kinh nghiệm cho việc này, nên nếu các diễn viên trẻ dù đất diễn nhiều đến đâu mà diễn cùng các tiền bối cũng sẽ tự dưng bị lu mờ. Sự cạnh tranh khắc nghiệt này đã được Châu Tinh Trì châm biếm trong tác phẩm The New King of Comedy. Nếu so với Hàn Quốc, tiền bối hay hậu bối đều phối hợp nhịp nhàng và biết cách tỏa sáng. Dàn diễn viên của họ vừa có thực lực, vừa đa dạng và không ngừng cho ra lò những thế hệ tiếp nối từ khi còn rất bé. Sẽ không quá lố khi nói phim truyền hình Hồng Kông giờ đây rất giống những phim Hàn Quốc xưa thời còn là phim rác. Những kịch bản thì lối mòn, nhàm chán, câu chuyện chỉ quanh quẩn những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình, thậm chí vô cùng hời hợt. Một vấn đề về đạo đức nghề của các nhà làm phim trẻ Hồng Kông, họ thường mắc phức cảm tự ti complex. Họ thường xuyên chèn vào kịch bản những miếng hài như việc các bậc phụ huynh chê bai con cái chỉ vì nó xem phim Hàn Quốc. Về cách comedy này, Hollywood cũng sử dụng khi nói một cách hài hước về phim ảnh Bollywood hay nhảy múa hát hò. Nhưng có một điểm khác, họ không truyền bá những tư tưởng hạ thấp, bài trừ Bollywood. Còn trong những phim Hồng Kông hiện tại, một bậc phụ huynh sẵn sàng cấm cản con cái xem phim Hàn Quốc và khẳng định những ai xem phim Hàn Quốc là những người chưa trưởng thành. Miếng hài này mình thấy nó không hài mà là vô cùng kịch cỡm và lộ rõ sự ghen ăn tức ở của các nhà làm phim trẻ Hồng Kông. Không những thế, họ còn tuyên truyền những thứ mà theo mình nghĩ nó vô cùng không hợp thời và thậm chí là toxic. Đó là tư tưởng nho giáo, tính nam độc hại, gia trưởng, thậm chí một số bộ phim còn khoác ngoài tư tưởng nữ quyền bằng cách cho phụ nữ hãm hại đàn ông. Dăm ba phim còn xây dựng những miếng hài cường điệu về người đồng tính. Đây là những tư tưởng không thể hòa nhập và nặng hơn là không thể chấp nhận được với xã hội toàn cầu hóa ngày nay. Mình ráng xem lắm cũng có một số bộ phim không kịch cỡm, nhưng nó cũng vô cùng hời hợt. Mình hiểu các biên kịch cũng cố gắng khai thác về tâm lý con người, nhưng xem qua những bộ phim khai thác về người bị khuyết tật tâm thần bẩm sinh, mình không thấy cảm thông, cảm động, cũng không thấy hy vọng trong đó, mà qua nét diễn của diễn viên, mình cảm thấy giống bôi nhọ người khuyết tật hơn. Khi khai thác về tâm lý, bạn phải hiểu về tâm lý. Các nhà làm phim không tập trung nghiên cứu về thứ mà họ đang khai thác. Vì thế bộ phim chỉ nhìn thấy một diễn viên đang cố nhại lại người khuyết tật, thậm chí là sai về hình thể. Đây chính là sự hời hợt.
Cách mà bạn xem phim cũng đánh giá được con người của bạn. Những ai hiện tại xem phim Hồng Kông chỉ có 3 trường phái. Một là những người rất giỏi, rất tư duy, họ chỉ xem phim ạt. Một nhóm người chỉ xem được những phim truyền hình cũ vì nó thân quen. Nhóm còn lại là họ không chấp nhận thực tại, họ không chấp nhận sự sụp đổ của Hồng Kông. Họ xem những bộ phim mới của Hồng Kông với tư tưởng Hồng Kông phải là Hồng Kông xưa, như vậy nó mới Hồng Kông. Họ không chấp nhận nhà làm phim Hồng Kông thay đổi. Điều này dẫn đến sự trì trệ, kém phát triển. Các nhà làm phim Hồng Kông thì vì chiều lòng đối tượng này mà mãi chẳng thể nào phát triển nổi. Vì thế suy cho cùng, nhiều người thường hay đặt phim ảnh Hàn Quốc lên cán cân quá khứ của Hồng Kông. Theo mình nghĩ sự so sánh này vô cùng sai lệch. Hồng Kông huy hoàng nhất chỉ diễn ra vào 10 năm, 1986 đến 1996. Và đây là sự phát triển không bền vững. Phim ảnh Hàn Quốc có được ngày hôm nay là do sự nghiên cứu bài bản về mọi mặt và dám đương đầu. Thời đại của Hàn Quốc họ phải cạnh tranh với rất nhiều cường quốc trỗi dậy. Còn ở thời Hồng Kông, Hồng Kông chỉ như là một người có căn nhà cao nhất trong một xóm nghèo. Giờ đây ai cũng giàu, Hồng Kông không cạnh tranh lại. Ở giai đoạn đỉnh cao, Hồng Kông cũng không thể đạt được những điều mà Hàn Quốc hiện tại đang trên đỉnh cao đã làm được. Kết luận rằng phim ảnh Hồng Kông bị cả nội tình lẫn ngoại tình dẫn đến sự sụp đổ. Và theo quan điểm cá nhân mình, vấn đề ngoại tình sẽ không thể làm hại mình nếu mình không xảy ra nội tình. Bản thân Hồng Kông từ bên trong cơ cấu tổ chức, nhà làm phim và các fan cổ hủ trì trệ kém phát triển của họ đã tự nhấn nút tự hủy tượng đài chính họ xây nên. Nếu các bạn thấy hay và bổ ích, hãy để lại cho mình một subscribe và like để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Các bạn hãy chia sẻ ý kiến của các bạn dưới phần comment, mình sẽ đọc nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp các bạn ở những video sau. See ya!